Đã có những thời điểm, những tác phẩm giao dịch trên sàn Avata Art đạt hơn 1 tỷ đồng. Nhưng giờ đây, tổng giá trị giao dịch trên toàn hệ thống cũng đã giảm hàng chục phần trăm. Thì ngay cả những cái sàn lớn như OpenSea nó cũng giảm cái khối lượng đi đáng kể. Thì tương tự như vậy thì ở Avata Art thì nó cũng bị tác động bởi tình hình thị trường chung. Cái volume giao dịch nó bị giảm xuống đâu đó khoảng từ 50 cho đến 60%. Thống kê từ công cụ phân tích Diab Radar cho thấy lượng giao dịch vẫn ở mức ổn định. Tuy nhiên, nguyên nhân sụt giảm của thị trường là do giá trị của mỗi giao dịch giảm đáng kể. Đấy, thì chúng ta thấy rằng là đâu đó cái nhu cầu nó giảm rất nhẹ thôi, nhưng mà cái tác động của nó, cái giá nó giảm rất là sâu. Thì nó thể hiện một cái là có thể trước đây ở trong cái quá trình cách đây khi mà thời điểm nó lên đến đỉnh điểm ấy, người ta đã kỳ vọng và người ta có thể quá FOMO vì cái giá trị của những cái NFT được bán ở trên chợ OpenSea. Luôn luôn ở trong những giai đoạn đầu ấy, là sẽ có những cái người ta gọi là hai quá, có nghĩa là người ta ai cũng kỳ vọng, dẫn tới là mọi người sẽ đổ xô và ai cũng muốn là sở hữu cho mình một phần và sợ là bị bỏ lỡ cơ hội. Thế dẫn tới việc là thị trường nó tăng trưởng rất là nóng. Thế, tuy nhiên thì tất cả những cái đấy thì sau khi mà nó hết cái sức nóng như vậy thì nó sẽ quay trở lại những cái giá trị thực. Hiện mức độ quan tâm lượng giao dịch NFT ở Việt Nam chỉ còn chưa tới 50% so với trước. Những người đầu tư ngắn hạn với kỳ vọng làm giàu dường như đã rời khỏi cuộc chơi. Cái 50% còn lại thì nó tập trung vào những cái mà những cái NFT mà thực sự nó có giá trị, nó được dùng để làm gì, được chứng minh cho quyền sở hữu của một cái gì và người ta có quyền lợi gì để khi mà sở hữu NFT đó. Mặc dù vậy, theo các chuyên gia, đây là giai đoạn mà bất cứ thị trường nào cũng chịu ảnh hưởng bởi khó khăn chung của kinh tế thế giới. Bản thân NFT cũng đang ở giai đoạn điều chỉnh để tập trung về những ứng dụng thực tiễn hơn.